khi các bạn nhận được một cái kết quả đái tháo đường, tiểu đường, đường huyết, HB1C, các bạn thấy bộ đậm, các bạn rất là sợ hãi. Nhưng các bạn biết khi nào người ta gọi là đái tháo đường hay không? Thì theo CDC của Mỹ, thì đái tháo đường khi bệnh nhân có hoặc là mình có một cái đường huyết nó trên 126 mg/dL, còn nếu như từ 100 tới 125 mg/dL, người ta đánh giá được gọi là tiền đái tháo đường. Còn HB1C thì sao? HB1C thì CDC nói nếu như mà đường huyết nó HB1C mà từ 6.5 trở lên hoặc thì người ta gọi là đái tháo đường, và nếu như mà từ 5.7 tới 6.4 thì gọi là tiền đái tháo đường. Còn tốt nhất người bình thường là đường và thử chút trước ăn nó phải dưới 99 hoặc là HB1C phải dưới 5.7 thì mới gọi là bình thường. Như vậy thì nếu như các bạn bị được chẩn đoán là tiền đái tháo đường thì nó chưa phải là tiểu đường. Khoảng 96 triệu người Mỹ trưởng thành có thể bị tiền đái tháo đường, nhưng 80% không biết bệnh. Như vậy bạn phát hiện được một cái đường huyết vừa phải, chưa đủ chẩn đoán được một cái đái tháo đường, nhưng mà nghĩ nó là một cái tiền đái tháo đường, thì chúng bạn làm gì? Chúng ta phải biết được như vậy thì chúng ta có thể giúp được thay đổi lối sống để có thể ngăn ngừa và trì hoãn được đái đường tiếp 2 và các vấn đề liên quan đến đái tháo đường tiếp 2. Các bạn ăn uống tốt hơn, các bạn không có tập thể dục nhiều hơn chút, các bạn không ăn uống mấy cái chất có thể gây nên cái tình trạng chuyển hóa mình đã trầm trọng hơn, như giảm ăn mỡ, ăn đạm lại. Rồi, còn nếu như các bạn có HB1C chưa đạt được như nhu cầu cũng như là tiền đái tháo đường thì cũng như vậy, chúng ta phải ráng cố gắng. Đó là một cái cảnh báo để sau này chúng ta sẽ đánh giá sau một tháng ăn kiêng, sau một tháng vận động thì chúng ta có coi lại, nếu như nó quay lại tốt thì rất là tốt, còn nếu như nó vẫn vậy hoặc nó tiến tới đái tháo đường thì chúng ta phải bắt đầu điều trị đái tháo đường rất là sớm để có thể hồi phục được cho bệnh nhân và cho chính mình. Cảm ơn các bạn.